Cho tôi đặt hai câu hỏi của hai anh nông dân ở Tiền Giang, anh Trần Tấn Bình. Anh hỏi là hiện nay giá cả thanh long trong mùa dịch khá bấp bênh, khó tìm được vựa để thu mua. Các nhà khoa học cho tôi hỏi vườn thanh long ruột đỏ của tôi được 6 năm tuổi, vừa thu hoạch xong thì nếu đợt hàng mùa tiếp theo ra nụ tôi lặt bỏ và không để cho trái vào mùa nghịch trong đèn sắp tới thì như vậy thì có ảnh hưởng đến cây thanh long hay không? Câu hỏi thứ hai là của anh Lê Văn Hậu ở Mỹ Tịnh An, chợ gạo Tiền Giang. Anh hỏi là cho tôi hỏi phương pháp để neo trái thanh long và đối với thanh long ruột đỏ thì thời gian neo trái tối đa được bao nhiêu ngày? Hai câu hỏi này xin nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ chia sẻ cho hai anh ạ. Cảm ơn thạc sĩ Huy. Chào em Bình và em Hậu. Trước tiên thì cái câu hỏi của em Bình đó, thì bây giờ thanh long nó cũng như cái vụ mà vụ chín đó, lần lần nó cũng bắt đầu là giảm cái số trái rồi. Nên bây giờ em không muốn để nó ít trái ở giai đoạn cuối. Bởi vì cái ra trái mà vụ thuận của cái cây thanh long đó, thì chẳng hạn như bắt đầu vụ đó, thì nó cũng trái ít, rồi sau đó nó tăng dần lên khoảng cỡ tháng tháng 6, tháng 7 rồi đó, là ở lên lên cao, rồi qua tới tháng 8, tháng 9 này đó, là nó gần như là nó xuống rất thấp. Nên em không muốn để cho cái cây thanh long nó có trái thấp, mà em muốn tập trung để mà nó dinh dưỡng ở trong cây để mà nó nuôi nuôi trái ở cái vụ nghịch sắp tới mà em tính để làm cái trong đèn. Thì tôi thấy rằng nếu mà xét về mặt sinh lý của cái cây trồng đó, lúc này mà em không cho nó ra hoa kết trái để mà bảo toàn cái dinh dưỡng mà nó có ở trong cây để chuẩn bị cho bắt đầu ở cái vụ mà trong đèn đó, thì cái điều đó nó cũng tốt cho cây trồng của mình thôi em. Tôi nghĩ rằng nó cũng không có hại gì, mà nó còn tốt nữa. Bởi vì trên nhiều cái loại cây trồng khác thì người ta cũng đã làm cái việc này. Có nghĩa là bây giờ nếu như khi nào nó ra đợt trái lọt xọt này kia, người ta cũng lặt bỏ hết để tập trung vô ở cái thời điểm nó ra cái vụ chính. Nên đối với em Bình thì tôi nghĩ rằng nó không có cái vấn đề gì. Em sợ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cây thanh long không sao, tôi nghĩ rằng nó còn tốt hơn. Còn đối với em Hậu đó thì em muốn neo trái, thì đối lại với cái cây thanh long nó cũng thuộc về một cái nhóm nó gọi là trái chín, mà khi nó đi vào chín nó không có cái gọi là hô hấp cao đỉnh. Hô hấp cao đỉnh có nghĩa là nó đang ở cái điều kiện nó phát triển trái nó già bình thường như vậy, rồi nó đột biến nó hô hấp thật mạnh, là bởi vì trong cái bản thân của cây nó tiết ra một cái chất lão hóa, tức là đi vào cái tuổi già đó, mà cái trái đi vào tuổi già nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là cái chất ethylene đó, mình gọi là ethylene đó. Thì cái chất này nó sẽ thúc đẩy cho cái trái như vậy là thở rất dữ, nghĩa là có một cái đỉnh thở rất dữ. Mà thở rất dữ như vậy thì nó làm chi? Để nó chuyển cái trái, chẳng hạn như là trái xoài nè, nó cũng nằm trong cái gọi là hô hấp có cao đỉnh. Rồi trái sầu riêng nè cũng vậy, hô hấp có cao đỉnh. Để chi vậy? Để nó làm cho cái trái trở nên ngọt ra, màu sắc đẹp ra, có mùi thơm, rồi trái mềm để mình ăn cho nó ngon. Thì đối với những cái loại trái mà có hô hấp cao đỉnh này thì có thể nói là giữ nó lại trên cây rất khó. Xoài em thấy đó, neo nó rất là khó, nó rụng tự nó tới đó. Ethylene nó làm cho cái tầng rời ở trên cái cuống trái nó hình thành rồi cái nó rụng à. Còn cái trái thanh long cũng như là cái trái cây có múi, chẳng hạn cam quýt chinh bưởi, thì nó lại thuộc cái nhóm mà không có hô hấp cao đỉnh này. Nó từ 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 tự nó chín. Chứ còn cái hô hấp mà bộc phát mà do nó sản sinh ra một cái hormone mình gọi là hormone già nua lão hóa đó, thì là ethylene đó, thì nó gần như là không đáng kể. Nên nó cũng 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 giúp cho cái trái như vậy là mình có thể dễ dàng kéo dài nó ở trên cây. Thì ở trên cam quýt thì ở đồng bằng sông Cửu Long thì cũng được neo trái, thì nó cũng khá là dễ dàng chứ cũng không khó. Còn cái thanh long thì tôi nghĩ rằng tôi cũng chưa có làm thí nghiệm này, nhưng mà tôi nghĩ cái cơ chế đó thì nó cũng không không khó đâu
Đậu Hậu, trong cái điều kiện mà nếu như em bây giờ để trái mà em chưa có tác động gì hết, thì thay vì em nó đã tới cái thời điểm mà em thu hoạch, bây giờ em mà không thu hoạch nó, em lấy giấy em bao nó lại, đừng cho nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều, bởi vì khi mà nhiệt độ tăng cao á thì nó cũng gia tăng cái hô hấp, thì nó cũng sẽ làm thúc đẩy cái tiến trình chín nhiều hơn. Bây giờ mình làm sao cho nó mát mẻ cái trái lại? Thì tôi thấy một số nơi thì người ta có thể để được cả tháng trời đấy, em nội cái tác động vậy 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 là cũng được rồi. Còn bây giờ nếu như mà em có cái tác động thêm một số những cái chất, bởi vì nó em neo nó ở trên trái thì bắt buộc cái cây nó phải nuôi, mà cái cây nuôi lúc này á, em thấy mà nó nuôi mà nó đuối sức về mặt dinh dưỡng á, thì cái trái nó cũng bị một cái cú sốc, rồi nó cũng dễ gây ra cái việc gọi là trái nó chín, nó bộc phát, nó chín nên mình kiểm soát nó không được, nên người ta cũng có thể bổ sung thêm một cái số chất dinh dưỡng. Thì tôi cũng cũng biết là bây giờ ở bên cái đầu trâu Mê Công đó, nó cũng có những cái loại phân bón lá mà cho cái cây thanh long để mà cung cấp thêm cái chất đạm, mà đạm này thì tập trung ở cái axit amin, tôi thấy nó cũng rất là hay. Có nghĩa là bởi vì cái trái mà mình neo thì nó vẫn tiếp tục sống, mà nó giờ tuy rằng mình bẻ xuống để cũng sống, nhưng mà đường nó đã ngưng cung cấp bởi mẹ cung cấp, còn cái này nhiều khi ta để mấy tuần lễ liền, nên như vậy là nó phải tiếp tục được cái cung cấp cái dinh dưỡng này, nên em phun bổ sung thêm cái những cái axit amin đó thì tôi nghĩ rằng nó cũng tốt. Và ở trong đó thì tôi thấy nó cũng có để cái chất canxi, mà cái chất canxi á, thì nó cũng có cái lợi lắm, nghĩa là nó làm cho cái phần thịt trái, bởi vì cái trái mà khi chín á, thì em biết cái thịt trái nó trở nên mềm ra, nên bây giờ nếu mà có chất canxi vô nó sẽ giúp cho cái thịt trái trở nên cứng chắc, thì như vậy là nó sẽ kéo dài được cái thời gian mà neo trái ở ở trên cây hơn. Đầu cái này thì tôi cũng luận từ một vài cái loại cây trồng khác, rồi với cái chất mà tôi biết được như thế thì đâu em mà hậu thử thử sử dụng rồi xem coi nó như thế nào. Em có thể chia ra làm hai, một số cây thì em có thể neo bằng cách là thông thường em bao giấy trở lại, còn một số cây thì em có thể xử lý nó bởi những cái chất cái phân bón lá mà trong đó nó có những cái chất dinh dưỡng như tôi nói đó, và thậm chí em có bổ sung thêm một ít cái loại mà hormone môn để mà duy trì cái tuổi xuân cho cái trái đó. Mình bây giờ mình không bẻ nó là nó phải còn nằm ở trên đó, thì cái đấy cái hormone đó là mấy cái GABA hay là NAA, thì cái đấy thì tôi khuyến cáo em là nếu như muốn xài thì phải thăm dò cái liều lượng, cái nồng độ, rồi nếu không mình dùng cái liều nó cao quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức sống của cái cây, và mà em làm nó thấp quá thì lại không có hiệu quả. Nhưng mà thôi, tốt nhất là em xài những cái loại phân bón lá mà người ta đã có tổ hợp sẵn rồi thì em xài nó sẽ an toàn hơn. Bây giờ chúc em Bình và em Hậu đạt được kết quả như mình muốn.